Chủ nhà và Xuân Đồng Tháp. Ủa mày. Một đều. Di bỏ bóng tốc. Vỗ bỏ bóng tốc. Ba một. Quá nhiều tổn tốt, quá đẹp. Bạn ơi. Thắng đêm quá đẹp. Sao quán là bóng tốt. Không còn. Quá tốt vậy. Tập bóng tốt cái gì. Điểm
Sơn Quán là bóng tốt. Bóng còn. Di là bóng tốt. Đập bóng tốt. Đập bóng tốt nha mọi người. Lọt qua rồi. Có bóng ăn để trực tiếp. Quấn Việt bóng ngoài. Sáng đã bút tốt. Tám mười ba. Điểm cho sân Đồng Tháp 9-14. Sang bộ bóng tốt. Chẳng muốn tốt. Thank you.
kết thúc xích nhất, chủ nhà thắng trước 1-0. Xích 2 chủ nhà và sân Đồng Tháp. Ê, còn gì? Gì đó, chị nghe cũng được vậy. Bóng ngoài. Bỏ bóng ngoài. Chắn bóng tốt. Khá bảo bóng tốt. Bóng ngoài. Có lưới. Lưới tính nha mọi người. Mười năm.
Một bóng tốt của sân bắn. Bị đồ cú quýt hay gì không? Ghi đồng tốt 6-11. Học bóng tốt. Điểm cho sân Đồng Tháp 13-6. Điểm cho chúng nhà 7-13. Gì đó không à? Tao nghĩ mình mới này tổng tập có 2 ngày bốn mình luôn. Điểm cho chủ nhà 8-13. Để mà có gì bỏ bóng tóm 14-8. Bóng bằng tay 9-14 cho chủ nhà. Điểm cho chủ nhà 9-14. Điểm cho chủ nhà 10-14. Bóng ngoài. Điểm trên sân người khác 15-10. Điểm cuối. Xếp 3, chủ nhà và sân Đồng Tháp. Kha cầu lãnh đã bóng tốt. 1-0. Bóng tốt. Điểm cho sân Đồng Tháp 2-0.
Điểm cho sân đình Pháp 3-0. Làm khán giả. Có 2 cây bao nhiêu? Đợi xuống em gãy 1 cây rồi. Mới được trước gãy 1 cây nữa. Còn lên chi lô quýnh gãy không? Ờ, con dựng điểm này lên từ từ. Bốn nè, bốn nè, bốn nè, bốn nè. Dạ. Đó. Đúng rồi. Ừ. Khá bà bóng tốt. Điểm cho sân Đồng Tháp 7-4. Nghe nó được quá à. Đây này mới chú. Điểm của nhà 5-7. Bóng ngoài
Điểm cho sinh viên khác 10 năm. Bóng ngoài. Bóng ngoài. Điểm cho chủ nhà 6 10. Ôi. Bóng của chúng sang nha. Banh nó có chủ nhà hả? Banh nó có chủ nhà đó. Khá là bóng tốt. Điểm cho sân Cần Thác 11, 7. Bữa mày sạc đầy xong á là 500 tới nay luôn rồi. Nói dân nhà. Điểm cho sinh nhân tác 12-8. Điểm nào cũng được. Rồi đây nó có bèo luôn. Bóng không rồi. Điểm cho chủ nhà 9-13. Giữ bộ bóng tốt. Điểm cho chủ nhà 10-13. Có nhảy trắng không mà sao nó đánh trên cao dữ hả? Để tao khi nào đánh trắng đâu. Điểm cho sân công tác 15-10. Quý vị động tốt, kết thúc. Xem Xuân Đồng Tháp thắng trong cuộc 2-1.